AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Nice Fight 2 New Blood là tựa game hành động đối kháng khá hấp dẫn do Shory Games phát triển. Trong game bạn sẽ hóa thân thành các hiệp sĩ thời đại cổ xưa, khoác lên mình bộ giáp sắt, cầm lấy thanh kiếm sắc bén và tham gia vào các trận đấu kiếm vô cùng đẹp mắt nhưng không kém phần gay cấn. Để làm chủ đấu trường, người chơi cần thuần thục cơ chế điều khiển và các kỹ năng trong game. Dưới góc nhìn thứ 3, bạn có thể điều khiển nhân vật di chuyển, tấn công, né đòn hoặc dùng kỹ năng. Tất nhiên, bạn cũng có thể điều khiển hướng vũ khí của mình để chặn đòn tấn công từ đối thủ. Cơ chế này mô phỏng lại kỹ thuật chiến đấu của các hiệp sĩ ngoài đời thực. Vì vậy, hãy nhớ rằng, nếu bạn hướng kiếm với một hướng và nhấn nút tấn công, bạn sẽ vung vũ khí theo hướng đấy. Trò chơi còn đem đến nhiều loại vũ khí khác nhau cho bạn lựa chọn như trường kiếm, đại kiếm, thương, chùy, rìu, búa. Bên cạnh đấy, bạn cũng có thể tùy chỉnh ngoại hình của hiệp sĩ bằng cách sử dụng các bộ phận của áo giáp thu thập được trong quá trình chơi. Nice Fight 2 New Blood chủ đích đưa game thủ vào các đấu trường để cạnh tranh với hàng nghìn người chơi khác trên toàn thế giới. Game có hai chế độ chơi là đấu đơn và chiến đấu cùng nhiều người chơi khác. Dù là chế độ nào thì việc chiến thắng cũng đều đem lại cho bạn nhiều chiến lợi phẩm giá trị. Sản phẩm có đồ họa 3D ấn tượng, đặc biệt nhà phát triển đã mô phỏng các hiệu ứng vật lý trong game cực kỳ chi tiết, khiến mỗi trận đấu sinh tử trở nên rất chân thực. Phần âm nhạc cũng mang tính sử thi hào hùng, giúp bạn có cảm giác như đang là một hiệp sĩ trên chiến trường thực sự. Các điểm đặc sắc của Nice Fight 2: đồ họa 3D chân thực, mô phỏng hiệu ứng vật lý xuất sắc. Lối chơi đề cao kỹ năng, cần luyện tập nhiều để thuần thục. Vũ khí và áo giáp đa dạng cho người chơi lựa chọn. Chế độ PvP đầy kịch tính, đối đầu với game thủ toàn thế giới. Các trận đấu diễn ra công bằng, không có yếu tố pay to win.